Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 4 tháng 12 năm canh tí Ngày này là ngày giáp tí, tháng kỵ Sửu Năm canh tí và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bạo Khoang, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh hại trung kim ngày giáp tý tức chi sinh cho can có nghĩa là thủy sinh cho mộc và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm hại trung kim Kỵ tuổi mậu ngọ nhâm ngọ ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày tí lục hợp với xỉu, tam hợp với thìn và thân thành thủy cục, xung với ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu và tuyệt tỵ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi mậu ngọ, nhâm ngọ, canh dần và canh thân. Tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi, ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên xá, đại cát, tốt cho việc tế tự, giải oan, trừ được các sao xấu, kiên kỵ, động thổ. Sao thiên thành, tốt mọi việc, sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường. Sao cát khánh, tốt mọi việc, sao tục thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao lục hợp, tốt mọi việc, sao thiên ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có, sao thiên lại, xấu mọi việc, sao hỏa tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, độ mái, sửa sang nhà cửa, sao hoàng sa, xấu đối với xuất hành, sao nguyệt kín chuyển sát, kỵ khởi công, động thổ, sao phủ đầu rát? kỵ khởi công, động thổ về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng đông nam. Sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý chua cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang có nhiều cố gắng để cải thiện tình trạng công việc của mình. Đây là điều vô cùng đáng khiên ngợi cho bạn tuổi Tý trong ngày này. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tý, trái với tinh thần hừng hực của bạn ban đầu, sự hứng khởi của bạn lại nhanh chóng bị bào mòn sau những thất bại. Bản mệnh tuổi Tý bị thương quan chiếu mệnh làm ảnh hưởng, buông xuôi không chịu cố gắng thêm nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng, cho thấy yếu tố sức khỏe của bạn tuổi Tý ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của bạn và bạn tuổi tí dễ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu ở trong người, có thể mắc các bệnh liên quan tới thận, đường tiêu hóa nữa. Về từ vi tuổi giáp tí thuộc kim, công việc có nhiều biến động. Từ vi tuổi bính tí thuộc thủy, không có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Từ vi tuổi mậu tí thuộc hỏa, tinh thần mệt mỏi, rệu rã, không muốn tiếp tục. Từ vi tuổi canh tí thuộc thổ cần cân đối thời gian nghỉ ngơi và làm việc hợp lý tử vi tuổi nhâm tí thuộc mộc nên tìm cách hóa giải áp lực cho mình vài đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 3 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày vô cùng là hạnh phúc đắm chìm trong tình yêu và với bạn tuổi xỉu chẳng hề quan tâm tới sự đánh giá của người đời. Bạn thấy hạnh phúc như thế này đã là quá đủ lắm rồi. Bên cạnh đó trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi xỉu bạn cũng đang gặp được ngày tý xỉu nhị hợp thủy cục cho thấy nhân duyên khiến cho bạn tuổi xỉu và người ấy dù chia cách không biết bao nhiêu lần dù khoảng cách ngăn cản trở hai người bao nhiêu xa thì vẫn có thể trở lại được với nhau, tình cảm lại nồng thám hơn trước nữa. Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì có thể sẽ cảm nhận được những lời tán tỉnh xung quanh mình bỗng nhìn nhiều lên trong thấy, nhưng bạn không vì thế mà cảm giác hư vinh bởi với bạn tuổi xỉu chỉ cần một người thôi như thế cũng đã là đủ rồi. Về từ vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, không thể coi thường các vấn đề về sức khỏe, từ vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, nhanh chóng nắm bắt thời cơ, từ vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, bản thân mình phải biết mình muốn gì, từ vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, đừng trông đợi người khác đem cơ hội đến cho mình, từ vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, hãy sống hết mình khi có thể về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. tử vi tuổi dần thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh sẽ giúp cho cuộc sống của bạn tuổi dần trở nên dễ thở hơn rất chi là nhiều bạn mệnh tuổi dần có được nhiều tiền bạc rộng rịnh trong tay nhờ ngày tay trái tượng chừng như chỉ là thú vui với bạn. Với bà tuổi dần, chẳng bao giờ có thể nghĩ được có ngày mình lại sống bằng nghề tay trái. Bạn mệnh thấy mình thật may mắn khi được sống cùng với sự đam mê và có thể nuôi sống bản thân mình bằng sự đam mê đó. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi dần, bạn cũng đang gặp được ngày có thủy dưỡng chua mộc vượng cái điều này cho thấy với bà tuổi dần đang có được báo hiệu thêm tin vui về con đường tình cảm nữa khi mà người ấy đã sẵn sàng cho những bước dài hơn trong mối quan hệ của hai người. Và suy cho cùng thì hai bạn đã quá hợp và chẳng thể nào sống thiếu nhau được nữa rồi. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy tài lộc được dồi dào kiếm tiền dễ dàng. Tử vi tuổi bính dần thuộc họ đừng tự cho mình đứng ở phía sau. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ hãy mạnh dạn bước theo tiếng gọi của trái tim. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc tình duyên vượng đào hoa khởi sắc. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim tiền bạc dư dạ trong tay. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp bốn sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. từ vi tuổi mão thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mão trong ngày này sẽ cảm thấy bí bách khi cứ bị nhốt mình trong mối quan hệ bền chặt quá mức. Tình cảm là tự nguyện nhưng với bà tuổi mão lại không thích cảm giác bị đối phương kiểm soát mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh đó, trong ngày này với ba tuổi mão cũng đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu, cho nên có thể giữa hai người còn nhiều hiểu lầm chưa được tháo gỡ và đối phương chưa có đủ lòng tin với bạn. Xong, với bạn tuổi mão thực sự đã cảm thấy mệt mỏi và tìm cách chấm dứt thay vì hóa giải những mâu thuẫn giữa hai người nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Mão, bạn lại đang gặp ngày có chính tài nhập mệnh. Cái điều này cho thấy về con đường tài chính của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay lại khá chi là ổn định và rõ ràng. Với bạn tuổi Mão, bạn đang có được thu nhập tốt, vững vàng, không chịu nhiều biến động thất thường, đủ để cho bạn mệnh thoải mái trong việc chi tiêu nữa vai từ vi tuổi ất mão thuộc thủy nên tìm cách hóa giải áp lực từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏ có nhiều mâu thuẫn trong mối quan hệ từ vi tuổi Kỷ mão thuộc thổ mâu thuẫn bùng nổ vì nhiều lý do từ vi tuổi tân mão thuộc mộc tài chính được vững vàng và ổn định từ vi tuổi quý mão thuộc kim có được nhiều cơ hội để kiếm tiền với mình và đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. tử vi tuổi thìn thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi thìn Chua cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn có lẽ cuộc sống thiếu tình yêu là điều không thể tưởng tượng được và ngày hôm nay với bà tuổi thìn cũng đã nhanh chóng tìm được một người phù hợp với mình xứng đôi vừa lứa với mình khi mà bạn đã gặp được ngày có quý nhân tam hợp phù trợ giúp đỡ cho bạn với bà Tử thìn có thể giữ vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng khi đó chính là cái mẹo để cho bạn thu hút sự chú ý của những người khác phái và bà Tử thìn tận dụng được tốt điều này và khiến cho đối phương không còn cơ hội để chạy thoát khỏi bạn nữa. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì có vẻ khó tính hơn trong việc lựa chọn một nửa cho mình. Nhưng không sao, bởi ông tơ bà Nguyệt đã xe duyên thì khó mà từ chối lắm. Người ấy còn có thể khiến cho bạn rung động từ cái nhìn đầu tin nữa cơ. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ tình yêu thổi về làn gió mới. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ hãy gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc tình yêu đến thì đừng có mãi từ chối. Từ vi tuổi canh thìn thuộc kim, bạn có thể trao cho đối phương trái tim của mình. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, đừng có ngần ngại nói tiếng yêu thương. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi dậu tuổi thân từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021 xin tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh có lẽ túi tiền của bà tuổi tỵ sẽ bị lâm nguy bởi bạn đang có điểm báo tiểu nhân lừa gạt về tiền bạc và với bà tuổi tỵ bạn cần phải học cách nói lời từ chối chứ không phải là thuận ý hoàn toàn bất cứ lúc nào và bà tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này, bạn cũng cần phải có chính kiến riêng của mình. Thấy có sự chẳng lành xảy ra thì bạn nên tránh ngay từ trước đó. Tiền bạc kiếm được đâu phải là dễ dàng gì. Vì vậy, bạn đừng quá phong phí vào những nơi mà tiền bạc một đi không trở lại. Ngày này với bà tuổi tỵ vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có họa khác với thủy cho thấy với bạn tuổi tỵ cũng đang có điểm báo về những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm giữa hai vợ chồng Đôi bên đều có lý lẽ riêng của mình, nhưng không ai muốn là người xuống nước trước. Cái điều này làm cho không khí giữa gia đình càng thêm phần căng thẳng hơn. Vài từ vi tuổi ất tỵ thuộc họ tiểu nhân lừa gạt về tiền bạc, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ mâu thuận phát sinh từ nhiều chuyện tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc gia đình bất hòa vợ chồng sâu khác tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim tiền bạc thất thoát thiếu sự tiết kiệm tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy cần có kế hoạch về tài chính rõ ràng vài đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông tý ngọ mạo dậu cho nên bạn đang có điểm báo trải qua một ngày có nhiều rắc rối xảy ra với mình ngày này cô đường tình duyên trắc trở cứ khi mà với bạn tuổi Ngọa cảm thấy giữa hai người đã có tình yêu thì lại có sự cố nào đó xảy ra ngăn cản giữa hai bạn với ba tuổi ngọ bạn mệnh nên tìm hiểu rõ lý do mà khiến cho người ấy cảm thấy không được vui cảm thấy bất mãn về mối quan hệ giữa hai người và bạn đừng có áp đặt lý do mà mình nghĩ ra cho đối phương cái điều này chỉ khiến cho sự tình thêm phần trầm trọng hơn mà thôi với ba tuổi ngọ có thể bạn không mong chờ tình yêu nhưng khi tình yêu tới rồi lại đi thì chắc chắn rằng bạn khó lòng không cảm thấy chút hụt hẫng nào và để rồi lại bình yên nhớ lại ngày xưa thời gian xóa đi mọi khuyết điểm ở đối phương về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim mâu thuận gia đình không khí căng thẳng tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy có nhiều vết rạn nứt trong mối quan hệ tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa tình duyên chắc trở nhiều mối lo toan tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ tình yêu đến rồi lại đi tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc có thể sẽ cần phải xem xét lại chính mình về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này đang có nhiều mối băn khoăn khi mà không dám mạnh dạn tiến bước lên phía trước để đón nhận tình cảm mà người ấy dành gửi cho mình. Với bạn tuổi Mùi trong ngày này cũng đang gặp ngày có ngộ hành, mùi tuốt tương hại, bạn tuổi Mùi đừng có chần chừ thêm nữa, không phải ai cũng có thể tìm thấy được một nửa cho mình bạn lãng phí thời gian, lãng phí cơ hội, cũng chính là lãng phí vẻ hạnh phúc dành cho bản thân mình nữa. Với ba tuổi mùi, bạn hãy tìm cách để nói chuyện rõ ràng với nhau nếu như cảm thấy mâu thuẫn càng ngày càng leo thang, tránh để tình trạng xảy ra xung đột đáng tiếc. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim cần phải chủ động hơn trong chuyện tình cảm, tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy đừng có lãng phí cơ hội nhiều hơn nữa, tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa nên chấp nhận sự khác biệt giữa mọi người, tử vi tuổi Thân Mùi thuộc Thổ xung đột phát sinh giữa hai người, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc gia đạo bất an, nhiều chuyện khó nói và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. tử vi tuổi thân thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi thân á, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn phù trợ. Cho nên, bà tuổi thân đang có được báo hiệu trải qua một ngày với nhiều niềm vui về chuyện tình cảm và với ba tuổi thân mong muốn sẽ được trao cho nhiều niềm vui bất ngờ nhưng bạn mệnh lại chịu thất vọng vì mọi người lại chẳng hề động tĩnh gì thực ra có khi đó chỉ là mọi người muốn cho bạn đứng ra thừa nhận tình cảm của mình vốn dĩ đối phương đã đi 99 bước về phía của bạn thì bạn mệnh cũng nên mạnh dạn tiến thêm một bước nữa chứ còn chần chừ gì nữa ngày này đối với các cặp vợ chồng thì có thể sẽ thấy khúc mắc trước đó chẳng đáng là gì khi mà thời gian ở bên nhau chẳng thể nào đong đếm được. Bạn chấp nhận bao dung, bộ qua cho nhau thay vì lãng phí thời gian, trị trích, tách móc, cãi vã nhau. Vài tử vi tuổi giáp thân, thuộc thủy, tình duyên vượng sắc có nhiều đào hoa, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, tình cảm thăng tiến nhanh chóng, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, không khí gia đình hòa thuận, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, cần phải bao dung cho nhau nhiều hơn, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, nên hiểu và bỏ qua lỗi lầm cho nhau. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. Từ vi tuổi dậu thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Dậu ạ, chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo Dậu. Cho nên với bà tuổi Dậu đang có điểm báo phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn trong mối quan hệ tình cảm của mình. Bạn mày tuổi dậu cần phải bình tĩnh để không khiến cho những mâu thuẫn leo thang, khiến cho tình cảm bị giả nứt. Và với ba tuổi dậu bạn hãy cố gắng để xoa dịu những khúc mắc đang còn tồn đọng trước đó của hai người, tìm cách để hóa giải những mâu thuẫn, chứ không phải là cố lờ đi, trốn tránh hiện thực. Có thể việc đó sẽ khiến cho bạn càng lún sâu vào những sự mâu thuẫn, dẫn đến giả nứt là điều khó tránh khỏi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi dậu, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, nhiều chuyện xảy ra khiến cho tiền bạc của dậu cũng đang có điểm báo, có sự hư hao, thất thoát, những vấn đề bất ngờ phát sinh mà đòi hỏi với bà tuổi dậu phải dùng tới tiền mới có thể giải quyết được chứ chẳng thể nào làm khác được. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, tiền bạc tiêu tán nhanh chóng, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa, dễ mắc sai lầm trong chuyện tình cảm, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ, tự đẩy mình vào nơi bị tổn thương, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc, tài lộc thất thoát có nhiều biến cố, tử vi tuổi Quý Dậu thuộc Kim, cần phải nỗ lực để giữ tiền bạc trong tay. Và đánh giá của bạn tử Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Tuất Chua cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tuất trong ngày này đang gặp ngày thủy thổ xung khắc, cái điều này cho thấy với bà tuổi Tuất sẽ dễ chịu tổn thương do chuyện tình cảm không được như ý muốn. Bạn tuổi Tuất bạn không cần phải cưỡng ép bản thân mình, cái gì đã qua thì hãy để cho nó qua đi. Có lẽ với bà tuổi tuất bạn cần phải học cách để buông tay, không thể nào cứ giữ mãi những thứ tựa như là ung nhọt, châm chích vào mình mỗi ngày, làm cho mình đau đớn thêm nữa. Cuộc sống này, hãy làm cho nó đơn giản hơn đi bạn tuổi tuất nhé. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi tuốt, đó, bạn cũng đang vấp phải nhiều sự cản trở từ phía gia đình để được chấp nhận mối quan hệ của mình có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ có nhiều vấn đề phát sinh trong gia đình, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ gia đạo bất an có nhiều rạn nứt, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc tình cảm không vượng có thể sẽ gặp nhiều bất trắc, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim, gia đình có nhiều mâu thuẫn, không được giải quyết. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, hãy để mình có được cơ hội lựa chọn. Và đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi hợi, chua chúng ta thấy là vận trình của ba tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày hợi tí tương hội cho nên, với bà tuổi hợi, bạn sẽ cần phải giải quyết nhiều sai suốt dẫn đến những mâu thuẫn trong mối quan hệ vợ chồng. Bạn đã chấp nhận được những sai suốt của đối phương. Cuộc sống gia đình chắc chắn sẽ có nhiều xung đột. Tuy nhiên, chúng ta cần phải bao dung và tha thứ cho nhau. Nếu không thì những cố gắng trước đó sẽ tan thành mây khối, tình yêu cũng sẽ tan vỡ mắt thôi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi hợi, bạn cũng đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Với bà tuổi hợi, có thể sẽ nhận được nhiều cơ hội để phát tài, phát lộc. Bà tuổi hợi, khó có thể từ chối được tiền bạc bay tới tận tay mình. Bạn hãy tận trọng cơ hội để kiếm tiền, đừng có để cho mình phải hối hận về sau này. Về tử vi tuổi ất hợi, thuộc hỏa, tiền bạc kiếm được nhiều vô kể từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ có thể sẽ cần đến nhiều mối quan hệ từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc tình cảm thăng hoa rực rỡ từ vi tuổi tân hợi thuộc kim dễ tìm được nhân duyên trong bất ngờ từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy hãy trao cho mình thêm cơ hội được hạnh phúc và đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp bốn sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. สิ้นเจ้าครับไล